Hiện nay các tỉnh thành phía Nam đang vào thời điểm mùa mưa, kèm theo các diễn biến bất thường của thời tiết, tạo điều kiện cho muỗi chuyển bệnh sốt xuất huyết phát triển. Đáng nói là theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm 2016 tới nay, sốt xuất huyết gia tăng đáng ngại và diễn biến hết sức phức tạp. Số trường hợp tử vong đã lên tới 14 người. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, trên cả nước có hơn 44.800 trường hợp mắc tại 46 tỉnh, thành phố, trong đó có 14 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2015, số ca mắc đã tăng 2,6 lần. Dù năm 2015 được coi là đỉnh của dịch sốt xuất huyết, nhưng cả nước chỉ có gần 40.000 trường hợp mắc bệnh. Riêng trong tháng 7, cả nước ghi nhận 5.500 trường hợp mắc, 2 trường hợp tử vong tại Tây Nguyên. Trước tình hình của dịch bệnh, Cục Y tế Dự phòng đã yêu cầu các cơ sở y tế các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh đang có dịch sốt xuất huyết cao như Bạc Liêu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, diệt lăng quăng, bọ gậy, kết hợp tổ chức phun hóa chất 100% các hộ gia đình tại các ổ dịch, theo chỉ định của ngành y tế và xử lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế.